Hello, xin chào các anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay Mr. Hill làm một cái live tour đi. Là mình dẫn hai vị khách thân thiết của mình ra khám phá đảo Phú Quốc. Và chúng tôi đang có mặt ở ngay chỗ bãi Kem. Còn gọi là bãi Kem đó các bạn. Bãi Kem của đảo Phú Quốc. Bây giờ mình cùng khám phá ở vị trí này với những cái gần đá ở bên cặp bên mé bên cái bãi Kem này là đẹp lắm. Ok, go. Các bạn thân mến, bây giờ Mr. Hill sẽ đi bộ và leo qua những cái gần đá. Phải nói là cũng khó khăn lắm. Đó, thấy chưa? Bắt đầu nắng lên rồi. Đeo kiến vô. Ok, đẹp trai chưa? Đó, các bạn thấy không? Mình phải leo giống vậy đó. Ok, quá đã. Bây giờ vừa đi vừa review cho các bạn. Cũng phải cẩn thận chứ không là bị té. Nguy hiểm. Các bạn cũng thông cảm, mình sẽ đi chậm. Máy nó lắc dữ chờ. Ây da. Trời ơi, leo lên tới kia rồi. Go. Ok, bây giờ là vượt gần đá. Đó, từ trên leo xuống. Ok. Quá đã. Đi qua bên trái hoặc là qua bên phải, chúng ta chọn con đường làm sao mà đi cho nó phù hợp. Ủa, các bạn thấy đã không? Ở đây là một góc bên mé cánh gần ở các gành đá của bãi Kem đó các bạn. Các bạn đọc bãi Kem cũng được. Ok, chỗ vị trí này thì mình đang dẫn khách đi qua bên cái eo biển, cái eo bên kia để tắm biển. Thì cái eo bên kia lần trước mình đã check in chỗ đó rồi thì nó rất là trong xanh đẹp lắm. Mình sẽ qua bên đó mình review cho các bạn xem. Ok, go. Nói các bạn nghe nè, hôm nay là mình đi review cho các bạn, mà phải nói thiệt tình là mình bị ướt quần rồi, nên mình phải lấy cái khăn mình quấn làm xà rông để mà mình che lại. Còn cái quần của mình là cái quần jean á, đem đi phơi rồi. Ok, giờ vừa đi vừa review cho các bạn xem. Bây giờ mình đang ở ngoài biển, mình leo qua từng cái gờn, bước qua thật là chậm, tại vì nó trơn lắm các bạn. Wow. Cho các bạn xem nè, đó, nước biển trong xanh luôn. Có nào giống mình vậy không? Wow. Có nào giống mình vậy không? Bận xà rông, áo thun, mang dép lào, đi chơi tắm biển. Không sao, khách mình chơi tới luôn. Mình qua bên kia nha các bạn. Go. Ok, các bạn thân mến, mình đang follow theo hai cặp đẹp trai và đẹp gái ở bên kia. Ủa, các bạn thấy đã không? Đó. Tụi mình đang đi trải nghiệm một hành trình dọc các gành đá ở ngay bãi Kem. Ồ, đã chưa. Ở ngoài xa có một con tàu. Ra đây ướt quần, ướt tới háng luôn rồi. Ướt tới háng rồi. Trời ơi.
cái này là chuyện ba người nè. Một người đi với một người lặng lẽ đi theo quay phim. Bà nội cha ướt quần rồi. Anh ơi, ướt xà rộng luôn rồi anh ơi. Em ướt xà rộng rồi. Em ướt xà rộng rồi. Cẩn thận anh ấy ơi. Anh bị trôi dép luôn rồi hả? Coi chừng mất dép. Ồ, mới nãy nghe tiếng con gì kêu ghê không? Đá trơn lắm. Đá trơn lắm. Đi bên trong đi, đi nép bên trong đó. Cẩn thận. Ok các bạn, bây giờ mọi người đi đến đây đều ướt quần ướt mông hết trơn rồi. Bởi vậy đang tạm thời dừng chân nghỉ chút xíu, nghiên cứu coi đi bên hướng nào để mà không bị ướt ít. Ờ, ướt mông lộn. Chị, mà cảm giác đã không chị? Đã. Đã lắm, ướt cái mông đấy đã dễ sợ. Em ướt mẹ cái xà rông rồi nè. Đó. À, coi nè, cái xà rông của em ướt rồi nè, thấy không? Hôm nay là Mr. Hill đi khám phá. Trời mưa quá. Ướt mẹ cái quần jean rồi, phải lấy cái khăn quấn xà rông luôn, cái khăn rằn á các bạn. Quá gì đã luôn. Yeah. Thà ướt mông, ướt đít, ướt quần chứ không thể để ướt gói thuốc. Đây, đi gói thuốc đây nè. Vừa. Vừa rớt cái này, rớt cái kia đủ thứ nè. Yeah. Đây. Ok, cảm ơn các bạn đã follow Mr. Hill lần này đi khám phá bên bãi camp. Quá đẹp luôn. Ướt quần ướt xà rộng rồi, hôm nay nước lên quá nên đành phải. Ôi, chơi vậy thôi đủ rồi. Vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã follow video và hãy đăng ký và like cho video của Đặng Hill Vlog nha. Nhớ share cho video của mình nếu các bạn thấy hay. Yeah, number one. Cảm ơn và bye bye. Trời ơi trời, đi khám phá kiểu này ai có chịu lầy lội như tôi không? Cố lên, vượt quá. Ok, anh đã cố lên và đã leo lên cục đá rồi, đỡ trơn rồi, yeah. Ok, kết thúc hành trình. Chúc anh chị và các bạn luôn được nhiều niềm vui và mạnh khỏe. Bye bye. Cá chích nè. Ok. Nè, coi dương mai nè. Đó. Đây là hào lăn bột nè, hào sữa lăn bột nè các bạn.
Hello, xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay Mr. Hill đang có mặt ở ngay chỗ Chuồn Chuồn Cà Phê Quán. Đây là một quán cà phê ở trên núi các bạn. Núi này là chúng ta sẽ view nhìn thấy toàn bộ thị trấn Dương Đông của Phú Quốc luôn. Và đặc biệt là hôm nay chúng ta cùng tham quan và khám phá tại nơi đây với hai vị khách của Mr. Hill. Đó là anh đẹp trai và chị đẹp gái. Chúng ta chân chặt pháo tay. Yeah. Đẹp lắm các bạn ơi. Nhưng mà về Phú Quốc này thì phải lên đây. Ngay trên đỉnh núi luôn. Tại thị trấn Dương Đông ha. Mình có thể thấy hết toàn cảnh của thành phố. Và đặc biệt là thấy luôn cả cái cảnh biển nữa. Thì những anh chị nào, những bạn nào mà muốn check in thì nhất quyết liệt là phải lên tới đỉnh này để coi được cái thành phố của Phú Quốc của mình ha. Rất là đẹp, đẹp hơn Đà Lạt nhiều luôn. Yeah. Ok, các bạn thấy background ngoài sau không? Đó là một cái khung cảnh rất là tuyệt vời cho các bạn đến du lịch ở Phú Quốc. Và nhớ quán cà phê Chuồn Chuồn Quán ở trên núi nha các bạn. Ngay đường Trần Đạo các bạn đi, các bạn sẽ thấy một cái bảng hiệu để hướng dẫn các bạn lên Chuồn Chuồn Quán. Ok. Ok, các anh chị và các bạn thân mến, cảm ơn các anh chị đã follow theo video của Mr. Hill tại Chuồn Chuồn Quán. Và chúc các anh chị một ngày thật vui và hạnh phúc khi du lịch hè đến đảo Phú Quốc nha. Và hãy nhớ đăng ký và like cho kênh Đặng Hill Vlog nha. Yeah, để các bạn thấy nè, nước uống nè, quá đã luôn. Món này món gì vậy? Ổi hồng. Ồ, hồng như chị luôn. Và mình được khuyến mãi một ly là... này là trà mật ong tắc, quá đã luôn, ngon lắm các bạn ơi. Yeah, bye bye. Mời bạn hãy xem video tiếp theo. Hãy đăng ký và like cho kênh Đặng Hill Vlog nha. Hãy nhớ comment cho video của mình ở phía bên dưới nha. Chúc các bạn luôn nhiều sức khỏe và gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và chúc các bạn thành công trong con đường học tập cũng như là lao động nha. Bye bye.